Xin chào quý vị khán giả của chương trình Bố Là Tất Cả, mình là Phương Lan. Và ngày hôm nay thì Phương Lan rất là vui khi là trong vai trò MC cùng với lại anh MC Hồng Phúc để mà dẫn dắt một chương trình về gia đình. Có thể nói đây là một cái chương trình lần đầu tiên Lan được trải nghiệm về gia đình. Có thể nói là nó rất là sao ta? Mình rất là hứng thú và rất là thú vị, bởi vì qua cái chương trình đó mình cũng có được nhiều cái kinh nghiệm và những cái hành trang để sau này khi mà chúng ta có gia đình, chúng ta cũng sẽ có nhiều kinh nghiệm về để hiểu tâm lý hơn về con cái. Đây là một cái trình mở ra để thử thách các ông bố, xem là ông bố sẽ xử lý như thế nào với tất cả những cái tình huống khi mà không có mẹ ở nhà, thì ông bố sẽ chăm lo cho con cái của mình và thấu hiểu cũng giống như là chơi với con như thế nào. Thì đây giống như là một cái chương trình mà cho là chị em phụ nữ của mình vùng lên và qua chương trình cũng như là thử thách các ông bố. Và khi mà Phương Lan cùng đồng hành với lại các ông bố và những đứa con thì Phương Lan cũng có nhiều cái kinh nghiệm hơn để mình có thể chăm sóc cho con của mình, và cũng có những cái tình huống rất là chéo ngoe, rất là dễ thương mà chương trình sẽ mang lại cho quý khán giả. Cảm xúc của mình có thể hôm nay là cái ngày đầu tiên quay, rất là vui bởi vì có những bé rất là ngây thơ, bé nghĩ gì thì bé nói đó thôi, và có nhiều khi hai bố con rất là hiểu nhau, nhưng mà cũng có những số là hai bố con mỗi người một cái ý kiến khác nhau rồi đâm ra là mâu thuẫn với nhau. Thì qua đó cũng sẽ giúp là bố sẽ cảm nhận được là mình thấu hiểu con của mình được bao nhiêu. Đây là một cái chương trình mà Lan cảm thấy là rất là vui và rất là bổ ích cho các gia đình chúng ta ở nhà, chúng ta có thể xem và qua đó ta rút kinh nghiệm để chúng ta có thể nuôi dạy con cái của mình nên người. Chỉ còn 2 ngày nữa thôi thì tập 1 của chương trình Bố Là Tất Cả sẽ được phát sóng, và Phương Lan hy vọng là quý vị khán giả sẽ đón xem và ủng hộ cho chương trình. Chương trình được phát sóng vào lúc 22 giờ tối thứ 6 hàng tuần trên HTV9. Quý vị nhớ xem và ủng hộ nha.